Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Chắc hẳn mọi người đã quá quen thuộc với những buổi đóng hàng tại kho. Thì nay trong một buổi sáng mát mẻ, các bạn hãy cùng mình tiến hành đóng gói hai cây piano điện KS1 Bluetooth giao đến Đắk Lắk nhé. Nào bắt đầu thôi. Đi vào kho cùng team nhé. Thời tiết khá là mát mẻ nên việc chuẩn bị hàng cho chuyến đi hôm nay rất dễ dàng. Đây là phía bên trong với những chiếc piano điện được xếp lên nhau thành những chồng cao, đến từ nhà Atesia và cả nhà Kidman với SV800, BE88. Và phía trên là các cây piano điện KS1, KS3 và KS7. Piano KS1 Bluetooth được nhân viên truyền tay nhau đem xuống và mang ra phía ngoài sân. Lần lượt cây thứ nhất rồi đến cây thứ hai. Vậy là đã đủ đàn rồi. Anh em hãy nhìn sự cứng cáp trong thiết kế của thùng đàn đến từ nhà Kidman nhé. Nào, chuẩn bị đóng gói thôi. Thùng piano sẽ được nhân viên quấn ni lông thành nhiều lớp, phủ kín tất cả các mặt của đàn, đem lại sự an toàn cho sản phẩm. Khi xem các bạn quấn đàn thì thông tin hấp dẫn về piano điện nhà Kidman sẽ được mình đem đến cho anh em nhé. KS1 Bluetooth 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, đã âm 128 polyphony và 20 âm sắc. Cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính, điện thoại và máy tính bảng dễ dàng, hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, và nhiều chức năng luôn có trên những cây piano cao cấp của nhà Kidman với metronome đếm nhịp, slip mode chia bàn phím, Trinova trộn tiếng, Jazzbo tăng giảm tông, kết nối không dây qua các app học nhạc như là Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp phải dùng. Đàn có 3 màu trắng, đen và nâu gỗ cho các bạn lựa chọn. Minh Phụng Music đem đến cho bạn chế độ bảo hành vô cùng hấp dẫn với bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Hai cây piano điện KS1 Bluetooth có nhiều nốt ni lông được quấn tất cả các mặt để không bị ẩm ướt, kéo trời mưa và chạy xước khi vận chuyển. Nào đợi đơn vị vận chuyển đến và lên đường thôi. Xe tải đã đến rồi. Cửa xe được mở ra, theo chân bạn nhân viên mang đàn vào nhé. Đàn chỉ nặng chưa đến 40kg nên rất dễ dàng để mang vác. Piano được đưa vô trong cẩn thận và chậm rãi. Cây đàn thứ hai đã xong. Lên đường theo tải đem đàn đến chành xe nhé anh em. Let's go. Trời đã gần 4 giờ chiều nên đường phố dòng người qua lại đông đúc. Bầu trời đầy nắng, trong xanh vô cùng mát mẻ. Vì nhà xe ở Tân Phú nên khi đi từ Tân Bình sang sẽ rất dễ kẹt xe. Team và xe tải nhanh chóng đến chành. Nào vào bãi và đem đàn xuống thôi. Cửa tải được mở ra với sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn nhân viên. Từng cây KS1 Bluetooth được dễ dàng mang xuống. Mỗi cây piano được chậm chậm mang vào trong quầy hàng. Vậy là buổi giao piano đến với Đắk Lắk đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mô đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.